Xin chào tất cả các bạn nha. Video này mình giới thiệu với các bạn tham gia một chương trình AirDrop nhận 1.000 token Alien nha bạn. Chương trình AirDrop này nó sẽ phân phối vào ngày 1 tháng 6 nha bạn. Để tham gia giao hôm nay mình link mô tả dưới video của mình, mở tay ra bấm start chat chatbot nha bạn. Rồi tiếp tục thì các bạn bấm chào show này AirDrop nha bạn. Nhiệm vụ đầu tiên thì các bạn son chào kênh group, follow kênh seller nè bạn. Follow medium, follow join để nhóm chat nữa nè. Có captcha không ạ? Không có captcha. Rồi bấm đáp lại nha bạn. Chết. Rồi đây mình trả lại các bạn. Lỡ bấm nhập bắt đáp ra luôn. Tiếp tục các bạn follow kênh seller nè các bạn. Rồi bấm đáp lại nè. Tiếp tục thì các bạn follow Twitter và Tweetbot. Join kênh seller, follow Twitter. Rồi những nhiệm vụ này các bạn làm từ nhiệm vụ 1 các bạn. Follow Twitter và Tweetbot nè. Trên Twitter thì các bạn theo dõi nè các bạn, bấm xuống đây các bạn like và tweet nha các bạn. Đây là một cái trend dự án này, là một trend dự án của NFT nên khá là hot nè các bạn. Rồi các bạn bắt đáp lại. Các bạn tăng giúp mình 2-3 người bạn vào các bạn, cộng mình. Cộng Goku. Cộng lấy vô. Rồi các bạn tweet lên các bạn. Rồi các bạn bắt đầu lại nha các bạn. Đâu rồi, cái máy sắp phải biến đứng máy rồi. Tiếp tục còn follow minimum nha các bạn. Thì các bạn nhấp trả phần nè. Rồi minimum đứng máy luôn. Rồi trên medium thì bạn follow rồi bạn mới đáp lên các bạn. Trời ơi mình đã tắt cái video rồi mà sao mà nó cũng ấy, follow quả không được. Các bạn join sau kênh channel tiếp tục nha các bạn. Rồi chị gấp tay mà nó follow rồi, tiếp tục bạn follow cho tweet nữa nè. Tweet thôi. Rồi cái video này dài lắm mày. Ôi. Rồi tiếp tục thì các bạn like và tweet nha các bạn. Này các bạn test lại thôi được các bạn. Rồi bấm nếp lên các bạn. Giờ tiếp tục các bạn bấm vào nút submit detail các bạn. Ờ đi sơ chứ. Chứ gì đây, chứ gì đây. Card là cái điện thoại. Chứ card này thì các bạn dùng Google dịch, các bạn dịch ra một các bạn. Để mình tìm cái nào ta. Này thì không được hả? Không được rồi. Camera là máy chụp hình. Ok vậy rồi dòng đầu tiên thì các bạn địa chỉ email của bạn vào nha các bạn. Rồi bạn gửi cho bot nè. Tiếp tục thì bạn gửi địa chỉ IP ETH chạy, con này chạy trên tảng Ethereum nha các bạn. Thì các bạn mở địa chỉ chocolate của mình ra nè. Rồi. Rồi tiếp tục thì các bạn copy địa chỉ ETH này các bạn. Các bạn bắt up lên nè. Các bạn gọi lên cho bot nè. Đâu rồi sao? Bạn dán vào nha các bạn. Tiếp tục thì các bạn gửi lên đường link profile Twitter mình thì các bạn nhấp vào ba tạo mở Twitter bên lại nè các bạn. Các bạn nhấp vào ba và trên cùng nè, nhấp vào một hồ sơ nè. Nhấp vào ba và trên đầu, nhấp vào chia sẻ nè các bạn. Rồi tiếp tục thì các bạn sao chép vào khai nhớ tạm nha các bạn. Ui máy mình lót quá chậm rồi các bạn. Rồi các bạn bắt đáp lên nha các bạn. Các bạn gọi
các bạn cứ làm dự án thì bạn biết đâu sau này tôi cần nó về giá trị khá là cao sao các bạn. Để các bạn bỏ qua những dự án thế này tiếc lắm ạ. Rồi tiếp tục thì bạn gửi lên một link quyết cái bài đầu tiên, các bạn tăng 3 người bạn các bạn, thì các bạn mở tài Twitter mình ra like nha các bạn. Rồi các bạn nhấp vào quay vào bên cùng nữa các bạn. Cái máy mình lo hết nổi luôn. Rồi các bạn nhấp vào một hồ sơ nha các bạn. Rồi tiếp tục các bạn lướt xuống nè các bạn. Các bạn chia sẻ cái bài tài quyết hồi nãy nè các bạn. Cái bài này nè các bạn. À cộng. Rồi các bạn chia sẻ nè. Các bạn sao chép liên kết nè. Rồi các bạn mới đắp lên nè. Rồi các bạn dán vào đây nè các bạn. Rồi sẽ dán được ta. Rồi các bạn dán vào các bạn. Rồi các bạn gửi cho bot nè các bạn. Tiếp tục thì bạn gửi lên đường link. Rồi bạn bấm myhealthzone.net này bạn. Nó có follow minimum không? Rồi tiếp tục thì bạn gửi lên đường link profile minimum của tất cả các bạn nha các bạn. Để mình mở cái Zalo rồi mình lấy cho mau các bạn. Tiếp tục thì các bạn copy đường link minimum này của mình nha các bạn. Trong thời gian của tất cả các bạn follow rồi các bạn bấm vào cái mục đen đen hình avatar các bạn là bạn thấy đường link profile minimum của tất cả các bạn. Rồi các bạn dán vào các bạn. Minimum nó chậm quá nên mình lấy không hướng dẫn rồi bạn mang heo cho net nha các bạn. Rồi còn bấm mang heo cho net nha các bạn. Rồi tiếp tục thì bạn lấy liên kết mà chia sẻ cho bạn bè những cái thân để kiếm thêm tốc căng các bạn. Ok, như vậy mình đã hướng dẫn bạn tham gia chương trình để góp nhận 1.000 tốc căng. Ở đây cũng kết thúc. Mình chào tạm biệt các bạn. Hẹn tất cả các bạn vào những video clip tiếp theo từ mình nhé.